tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn ạ, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A, và là chiếc xe siêu lướt ạ. Siêu lướt là vì chiếc xe này vừa mới lăn bánh được hơn 2.000 km thôi, và vừa mới đăng ký được khoảng 2 tháng ạ, từ tháng 2 năm 2021 và đến bây giờ là tháng 4 năm 2021 rồi. Chính xác là chiếc xe này lăn bánh được tròn 2 tháng và với hơn 2.000 km ạ. Và chiếc xe này là Hyundai Grand i10 phiên bản đủ, phiên bản 1.2 số tự động ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký biển 30G vừa mới đăng ký xong đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp, rất là siêu lướt ạ. Rất nhiều quý vị và các bạn hỏi tại sao là ở cái thời điểm này có rất nhiều người bán những chiếc xe siêu lướt. Có những người không hiểu biết lại cứ nghĩ rằng là chiếc xe mà họ mua lỗi là người ta sẽ bán, người ta bị tai nạn, họ đâm đụng hay là sao thì người ta bán ạ. Và đấy là do nhiều người thiếu hiểu biết thôi quý vị và các bạn ạ. Vì như chúng tôi làm việc thì là những chiếc xe mà chủ xe có thể mua xong lại bán luôn thì nó có rất là nhiều lý do. Có những người có tiền thì là người ta cũng bán để người ta đổi chiếc xe nhiều tiền hơn. Có những người thiếu tiền, người ta cũng phải bán xe để giải quyết công việc. Có những người, ví dụ như trong cái thời điểm gần đây, thời điểm hiện tại bây giờ thì bất động sản này, chứng khoán này đang rất là sôi động, cho nên là có những người kiếm được tiền cái là cũng phải mua xe ngay. Nhưng mà có những người lại cần tiền để giải quyết việc thì lại phải bán xe luôn ạ. Đấy những là một trong những cái lý do mà chúng tôi mua được những chiếc xe lướt như thế này đấy ạ. Siêu lướt, có những người lại không biết để bảo tại sao người ta vừa mua người ta lại bán xe. Mua hoặc bán nó là cái chuyện hết sức bình thường quý vị và các bạn nhé. Đấy, tôi không luyên thuyên, không dài dòng về cái vấn đề đấy nữa. Và bây giờ tôi vào cái vấn đề chính là giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe Hyundai Grand i10 siêu lướt đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị và các bạn đấy ạ, tôi vừa quay vừa giới thiệu, vừa đi một vòng quanh xe cho quý vị và các bạn cùng xem rồi ạ. Để xem quý vị và các bạn thấy đấy ạ, không có một cái vết xước nào nó to đâu nhá, chỉ có vết xước rất là nhỏ nhẹ đây này. Tôi quay sát cho quý vị bạn xem này. Đấy, những chiếc vết xước như thế này này, chỉ có đánh bóng là hết thôi ạ. Như chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi đem ra tôi quay luôn, không cần phải đánh bóng ạ. Và cam kết với quý vị và các bạn nhá, chúng tôi cam kết là nước sơn còn nguyên bản ạ. Chưa sơn lại một tí nào ạ, chưa sơn lại một vết nào đâu ạ, tức là chưa có một giọt sơn lại nào ạ. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng có mua bảo hiểm thân vỏ. Bảo hiểm thân vỏ 100% đấy ạ. Bảo hiểm thân vỏ nhưng mà chưa phải sử dụng đến. Chứ nếu những chiếc xe này bây giờ mà đem đi sơn là không mất tiền cơ. Nhưng mà chúng tôi cũng không sơn, để cho nó nguyên bản ạ. Nguyên bản ạ, nguyên bản sơn của xe đấy ạ. Đấy, gọi là sơn zin cả xe luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2021, đến cái lốp cũng sản xuất năm 2021 luôn quý vị các bạn đây này. Cái lốp này nhá, nhiều xe là sản xuất năm 2021 nhưng phụ tùng sản xuất năm 2020, nhưng chiếc xe này đến lốp cũng sản xuất 2021 luôn đấy ạ. Xuất xưởng 2021 này. Từ những cái vết chấm của nhà sản xuất vẫn còn nguyên đây này. Đấy. Và còn rất là dày đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, lốp rất mới này, ta lông còn rất là dày. Cả dàn lốp này cơ, tôi quay giới thiệu cho quý vị bạn xem. Đấy. Cái mũ van này còn chưa mở ra lần nào cơ, còn nguyên đây này, chưa bơm hơi lần nào ạ. Đét lốp cả 4 cái đều là 2021 luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, cả 4 lốp đều là 2021 luôn và rất là dày, rất là mới ạ. Cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì mua xe cũ nhưng mà không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp này đều 2021 luôn. Đấy, quý vị và các bạn xem này. Đấy, cái lốp này sản xuất tuần thứ nhất, tức là đầu tháng 1 năm 2021. Đấy, rất là dày này. Còn nguyên hết ạ. Van còn chưa tháo ra, chưa có bơm tí nào luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái lốp sau này, cũng 2021 luôn quý vị các bạn nhé. Lốp đều 2021 cả dàn, rất là mới, rất là dày, ta lông còn nguyên. Không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng đâu. Đây là cái lốp sơ cua nhé, tôi quay cho quý vị bạn xem là cái lốp sơ cua này. Lốp sơ cua cũng còn nguyên này. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ nhé. Bộ kích này, phụ tùng theo xe này vẫn còn nguyên này, chưa dùng đến này. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, cho nên là bây giờ quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe cũ này về
mang tiếng là đi mua xe cũ thôi, nhưng mà nó không khác gì xe mới đâu ạ. Không khác gì một chiếc xe mới ạ. Đấy, phiên bản 1.2. Chìa khóa đây ạ, khóa của xe này. Thưa với quý vị và các bạn này, đây là cái khóa của xe này, còn rất mới này, cả hai chìa còn rất mới luôn này. Cả hai chìa còn rất là mới này. Bộ sách hướng dẫn sử dụng chưa dùng gì đến luôn này. Đấy, không khác thì một chiếc xe mới quý vị và bạn mua trong hãng đâu nhé. Bây giờ quý vị và các bạn vào hãng xem chiếc xe này nó như thế nào thì ra ngoài mua chiếc xe này nó như thế luôn đấy ạ. Không khác gì cả nhé. Đây, đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 này. Đây, quý vị và các bạn nhé. Xe được sản xuất năm 2021 luôn đây này. Vừa đăng ký tháng 2 xong, đăng ký tháng 2 đến bây giờ là tháng 4, đúng 2 tháng và lăn bánh được đây. Lăn bánh được 28.000 km đây này quý vị và bạn. À 2.800, xin lỗi quý vị và bạn ạ, chiếc xe mới lăn bánh có 2.800 thôi. Quên lại đọc nhầm thành 28.000 này quý vị các bạn, lại bảo sao lại chạy đã 2.800. Và cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này là không đăng ký kinh doanh vận tải nhé. Không đăng ký kinh doanh vận tải. Vì phần lớn những chiếc xe Hyundai Grand i10 này là họ hay đăng ký kinh doanh vận tải. Đây, chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy đây này. Không kinh doanh vận tải luôn này. Chiếc xe đăng ký tháng 2 năm 2021 thì đến tháng 2 năm 2022 là 4 năm này. Tháng 2 năm 2023 là 2 năm này. Đến tháng 8 năm 2023 là 2 năm rưỡi. Đấy. Đăng kiểm lần đầu mà 2 năm rưỡi thì là không kinh doanh vận tải nhé. Tất cả những chiếc xe ô tô con đăng kiểm bình thường, đăng kiểm không kinh doanh vận tải được 2 năm rưỡi lần đầu tiên ạ. Được 2 năm rưỡi. Còn nếu như kinh doanh vận tải thì chỉ được 1 năm rưỡi thôi. Đấy. Nhìn đăng kiểm thì quý vị các bạn thấy được luôn là không đăng ký kinh doanh vận tải. Đấy. Và rất là mới, rất đẹp đây quý vị bạn xem này. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, đề nổ start top bấm tay mở cửa, đèn gầm. Đèn gầm là đèn LED ban ngày luôn đây này, đèn gầm, đèn LED đầy đủ này. Cụm đèn này mới tinh. Mới tinh luôn đấy ạ. Không khác thì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng đâu ạ. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này bây giờ là cũng tiết kiệm được một khoản kha khá đấy ạ. Tôi tính qua cho quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này là cái phiên bản đủ 1.2. Giá trong hãng báo giá niêm yết là 405 triệu. Tùy theo từng đại lý, tùy từng thời điểm cho quý vị có thể bớt được từ giá quý vị các bạn đến tay quý vị các bạn rơi vào tầm 390 đến 395 triệu đồng. Nếu như chiếc xe này đăng ký tại Hà Nội, đăng ký tại Hà Nội cộng 20 triệu tiền biển, cộng 48 triệu tiền thuế. Đấy, là nó rơi vào khoảng 450 đến khoảng 460. Đấy, rơi vào khoảng 450 cộng mấy phí đường bộ, đăng kiểm linh tinh vào nữa, nó khoảng 460 triệu. 460 triệu với lại như chiếc xe này là chủ xe lại mua thêm bảo hiểm 1 năm, bảo hiểm thân vỏ, nó rơi vào khoảng gần 8 triệu nữa. Gần 8 triệu cộng lắp đồ. Đấy, cho nên quý vị các bạn đã biết được, để lăn bánh chiếc xe này ở Hà Nội thì nó rơi vào ít nhất khoảng độ 470 triệu. Còn 460 triệu là chưa có đồ, chưa có bảo hiểm gì nhá. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng. Đấy, quý vị các bạn đã biết được chiếc xe này mua thì nó không khác gì một chiếc xe mới, mà quý vị và các bạn lại tiết kiệm được đến tôi cứ gọi cho quý vị và bạn đăng ký tiết kiệm nhất ở Hà Nội này là 460 đi. 460 thì bây giờ là 425 thì quý vị và các bạn cũng tiết kiệm được 35 triệu đồng rồi. Đấy. Và nếu như quý vị và các bạn ở Hà Nội thì đã biển Hà Nội rồi, không cần phải sang tên nữa, cứ vậy là cầm lấy xe để đi thôi. Không cần phải sang tên nữa, cũng tiết kiệm thêm được cái phần sang tên. Còn nếu không tiết kiệm phần sang tên thì chúng ta sang tên bây giờ cũng chỉ mất thêm mấy triệu tiền trước bạ nữa thôi. Rất là đơn giản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây, xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay mở cửa này, tay nắm chrome rất là đẹp rồi. Đấy, rất là mới này. Không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này, đã bọc ốp vô lăng này. Đấy, bọc ốp vô lăng rồi này. Lắp thêm cái tì tay này, cái yên ngựa để tì tay đấy ạ. Đấy, ốp bậc cửa này.
ốp bậc cửa bằng inox rất là đẹp rồi, dán phin cách nhiệt xịn, phin Luma xịn nhá. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nào bảo mua xe ở trong hãng, giá niêm yết ở trong hãng xong là người ta bớt cho. Bớt cho bây giờ đi mua xe xong, mua một cái xe ô tô mới xong rồi là tiền đăng ký này, tiền đăng kiểm này, tiền phí đường bộ này, cộng linh tinh các khoản tiền vào, sau đó lại còn tiền lắp đồ này. Đấy, tùy theo từng người một lắp đồ, mỗi thứ chỉ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Đấy, ví dụ như dán kính là phải vài triệu rồi. Và lót sàn này, từ cái bộ lót sàn này cho đến da này, lót sàn da này, chủ xe làm cái xe này thì chủ xe làm hết rồi, cho quý vị các bạn về là không phải làm bất cứ một cái gì nữa. Đấy, từ lót sàn da cho đến lót chân các thứ đầy đủ hết cả rồi này, bậc cửa này. Đấy, quý vị các bạn bây giờ mua chiếc xe này về thì không phải làm một cái gì nữa cả, cứ thế là đi thôi, và đủ hết đồ rồi. Đấy, lắp đồ mỗi thứ linh tinh. Đây tôi ví dụ như mà chủ xe muốn lắp thêm này, từ những cái ốp vô lăng, đấy, ốp vô lăng này, cho đến những cái ốp bậc cửa này, mỗi cái chỉ mấy trăm nghìn thôi, hoặc dán phin mấy triệu, cộng vào là có khả năng cũng hết hơn chục triệu ngay. Đấy, từ những cái yên ngựa này, đấy, quý vị và các bạn mua xe xong là tính ra vào là nó cũng hết được khoản đấy, tiền đấy cũng khá khá đấy ạ. Và chiếc xe này thì còn rất là mới đây, quý vị các bạn xem này, còn rất mới này, một số chỗ vẫn chưa bóc ni lông đâu nhá. Bây giờ quý vị và các bạn mua chiếc xe này về, tiếng là chiếc xe cũ thôi, nhưng quý vị và các bạn vẫn được bóc ni lông một vài chỗ đấy ạ. Đấy, đây để tôi cho cái volume nó nhỏ này. Đây này, những cái phần trên này còn chưa bóc ni lông đây quý vị các bạn nhé. Từ những cái chắn nắng này còn chưa bóc ni lông này. Rất là mới luôn ạ. Không khác thì một chiếc xe mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Công tơ mét mới chạy có 2.800 km thôi. Gương chiếu hậu gập điện. Và chiếc xe này là đã lắp thêm cả cái phần gương auto. Auto tức là quý vị các bạn chỉ việc bấm chìa khóa là cái gương nó gập điện, mở chìa khóa là gương mở nhá. Đấy, chìa khóa rất mới. Cả hai chìa còn rất mới ạ. Đấy, có khác gì một chiếc xe ở trong hãng đâu. Có khác gì một quý vị các bạn đi mua xe mới đâu. Quý vị các bạn mua xe mới xong có khi đi một tháng sau thì nó cũng như thế này. Mà mua chiếc xe này thì quý vị lại tiết kiệm được một khoản tiền, mua được một chiếc xe máy, xe tay ga đẹp. Đấy, vừa có ô tô đi mà lại vừa mua được một chiếc xe tay ga đẹp. Đấy, thì quý vị bạn nên cân nhắc nhé. Nếu như bây giờ mà đi mua xe cũ thì nên cân nhắc, không khác gì xe mới đâu ạ. Chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu về keo chỉ, vì nói thật với quý vị bạn nó còn chưa xước sơn cơ. Cái phần sơn chưa phải sơn lại cơ, sơn còn nguyên bản, chứ đừng nói đến keo chỉ nó ở phần bên trong. Đấy. Và chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này mà không yên tâm, cứ đem thẳng vào hãng mà check. Đấy, tôi cũng khuyên quý vị và các bạn đem vào hãng check cho thoải mái. Rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Đấy, đây là cái phin Luma, phin Luma này của Mỹ nhá. Chủ xe dán phin Luma đấy ạ. Đấy, rất là đẹp này, cả một cái xe này đều dán phin Luma hết. Chứ không kể là phin 3M nhé. Phin 3M thì là phin không được xịn lắm. Phin Luma là cực xịn rồi đấy. Đấy, rất là mới này. Từ những cái táp bi cửa này, bậc cửa này, chống hết cả xước rồi. Rất là đẹp luôn. Bên phụ cũng là bấm tay mở cửa nhé. Khóa thông minh bấm được cả bên phụ luôn này. Đấy, rất là đẹp, đầy đủ hết cả này, chìa khóa thì mới này, sách hướng dẫn chưa sử dụng này. Đấy, sách hướng dẫn thì chưa sử dụng đến này. Còn mới tinh. Đấy, xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, và cái phần dẫn đường thì rất là xịn sò quý vị và các bạn ạ. Nó có cả phần tốc độ đây này, quý vị bạn đi là yên tâm không bao giờ bị bắn tốc độ đâu nhá, vì cái màn hình này nó sẽ nhắc chỗ nào chạy được bao nhiêu km trên giờ. Và không những nó hiển thị tốc độ ở đây mà nó còn nhắc bằng giọng nói cơ. Tôi đi là nó cứ nhắc từng đoạn nào chạy bao nhiêu km ạ. Rất là xịn ạ. Rất là hiện đại đấy ạ. Đúng là thời buổi công nghệ 4.0 có khác. Xe cũng đã được trang bị lên cái khối động cơ xăng, động cơ 1.2 lít ạ. Đây là cái phiên bản 1.2, cho nên là xe đã được trang bị động cơ 1.2 lít quý vị các bạn nhé. Và nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Tôi đang nổ máy đây quý vị các bạn nghe thấy, nó rất là êm. Đấy, vì là còn rất là mới ạ. Chiếc xe này này
chưa chạy hết Roda cơ, vì mới có hơn 2.000 km chưa hết Roda và còn rất là mới đây, tất cả còn nguyên ạ. Quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì cứ vào trong hãng xem, xem xe trong hãng xong ra xem xe này xem nó có đúng như vậy không ạ, nó có khác cái gì không ạ. Đấy, nó còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng nhá, chúng tôi cam kết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn về cái phần ốc với phần keo chỉ đâu, vì là cái phần sơn bên ngoài nó còn nguyên bản cơ, cho nên bên trong nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên luôn đấy ạ. Nếu như sai là tôi sẵn sàng nhận phạt luôn ạ. Đấy, thứ nhất là nếu như bị đâm đụng này, bị va chạm này, bị ngập nước này, tua đồng hồ này, thì chúng tôi sẵn sàng phạt quý vị các bạn, có thể cược với tôi bất cứ cái gì tôi cũng chấp nhận luôn đấy ạ. Kể cả cược với nhau về tặng chiếc xe này luôn, nếu như phát hiện ra là bị tai nạn, bị ngập nước, bị tua đồng hồ là tôi sẵn sàng tặng lại cái xe này luôn cho quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 siêu lướt 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Thủ tục thì đơn giản, nhanh chóng, gọn nhẹ, chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị và các bạn được nhận xe rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe cực kỳ siêu lướt ạ. Đó là một cái siêu phẩm này được sản xuất cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân, đăng ký là cuối tháng 12 năm 2020 cơ quý vị và các bạn nhé. Đăng ký tận cuối tháng 12 năm 2020 và mới lăn bánh được có 6.000 km thôi quý vị và các bạn ạ. Cực kỳ mới ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là nó không chạy dịch vụ nhé. Và cái phần cam kết này là thực sự là nó không chạy dịch vụ thì chúng tôi cam kết thôi, chứ còn nó chạy dịch vụ hay không chạy dịch vụ thì cũng không quan trọng gì lắm đâu quý vị các bạn ạ. Vì mới lăn bánh được có hơn 6.000 km và mới đăng ký là cuối năm 2020. Tính thời gian đến bây giờ mới lăn bánh được có hơn 4 tháng, cho nên nếu như có chạy dịch vụ hay không chạy dịch vụ cũng không quan trọng, đúng không quý vị các bạn? Đây, quý vị các bạn nhìn qua về cái phần tem đăng kiểm đây thì quý vị và các bạn cũng biết đấy ạ. Hạn đăng kiểm vẫn còn là tháng 6 năm 2023 cơ ạ. Chiếc xe được đăng ký cuối năm 2020. Đăng ký cuối năm 2020 tức là đăng kiểm năm 2020 này, tháng 12 năm 2020 này, đến tháng 12 năm 2021 là 1 năm, tháng 12 năm 2022 là 2 năm, đến tháng 6 năm 2023 này là 2 năm rưỡi quý vị bạn nhé. Nếu như những chiếc xe mà chạy dịch vụ đăng ký kinh doanh vận tải thì chỉ được đăng kiểm có 1 năm rưỡi thôi. Và chiếc xe này thì không đăng ký kinh doanh vận tải nên là được đăng kiểm 2 năm rưỡi như chiếc xe gia đình bình thường. Đấy quý vị bạn nhé, tôi vừa mới chứng minh cho quý vị và các bạn xem là chiếc xe này là không đăng ký kinh doanh vận tải nhé. Chiếc xe này không chạy dịch vụ ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, nếu như chiếc xe này thì phần lớn là người ta mua về chạy dịch vụ cơ, chắc chắn là phải đến 99% là chạy dịch vụ hoặc là công ty chạy. Đấy, cho nên là chạy nhiều thì người ta mới mua những chiếc xe bản số sàn này. Vì sao là bản số sàn này lại được mọi người chạy dịch vụ là hay dùng như thế? Thì đây ạ, tôi cũng giải thích luôn cho quý vị và bạn về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cực kỳ hấp dẫn ạ. Đấy, chỉ với 5,92 cho 2 lít cho 100 km kết hợp và 7,74 lít cho 100 km
trong đô thị. Và nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ có 4,85 lít thôi. Cực kỳ hấp dẫn, rất tiết kiệm nhiên liệu. Cho nên là những chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn này thì giá thành nó rẻ là một. Thứ hai nữa là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, cho nên là anh em mà chạy dịch vụ thì là rất hay chọn những chiếc xe này. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2020 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi, vay lên đến 70% giá trị của xe luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi lại đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe siêu lướt này có vết xước sát nào không ạ. Và thưa với quý vị và các bạn là chiếc xe này là 100% nước sơn nguyên bản của xe nhé, chưa có xước sát, chưa có sơn lại vết nào cả đâu. Đấy, đi một vòng quanh xe mà chưa tìm thấy một cái vết xước nào quý vị và các bạn ạ. Đấy, chủ xe đi 6.000 km nhưng mà phải nói là chạy cũng tốt đấy, cho nên là nó mới không có xước sát gì. Chứ bình thường là để một chỗ có khi còn bị xe khác cọ vào xước cơ. Và chiếc xe này thì lại không có một vết xước nào, chúng tôi cam kết là sơn zin 100% nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Và đây ạ, thưa với quý vị và các bạn, đi một vòng quanh xe thì mãi cũng tìm ra được một cái vết xước đầu tiên của chiếc xe. Và nó cũng là một cái vết xước duy nhất của chiếc xe nhé. Đây, nếu như chiếc vết xước này là chúng tôi lấy sơn trắng và lấy tăm bông chấm chấm vào đây thì là không nhìn thấy nữa đâu ạ. Nhưng mà tôi để nguyên ạ, tìm nhìn tinh mắt mới thấy một cái vết xước này này, phải nhìn sát lại gần thì mới thấy được, nó rất là nhỏ, nhỏ như cái đầu tăm bông luôn thôi ạ. Đấy, chỉ chấm chấm sơn vào chút là hết ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, cái dàn lốp còn nguyên bản hết ạ. Đấy, dàn lốp nguyên bản và đết lốp là sản xuất tuần thứ 45. Tức là cái lốp này là sản xuất cuối năm 2020 đây quý vị và nhé, tuần thứ 45 năm 2020 này. Đấy. Lốp sản xuất tuần thứ 45 năm 2020, ta lông còn rất là dày đấy ạ. Tôi quay đầy đủ chi tiết cả 4 quả lốp cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, đây. Tuần thứ 45 năm 2020 hết đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, phải nói là chiếc xe này quá mới luôn đấy ạ. Chắc chắn là tìm những chiếc xe mà đăng ký rồi ở thị trường là không có nhiều những chiếc xe mà vừa mới đăng ký được cả 4 tháng mà đã bán đâu quý vị và các bạn ạ. Đấy, vì những chiếc xe này là những người mà mua là toàn những cái người, nói thật với quý vị bạn, toàn những người mua là ít tiền, mua về để chạy kinh doanh vận tải, chạy gia đình, về để kiếm tiền. Mà vừa mua 4 tháng mà bán thì là cũng ít đó, chứ không có nhiều đâu ạ. Đấy, đết lốp đây, tuần thứ 45 năm 2020, cả một dàn. Cả một dàn lốp còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Toàn tuần thứ 45 năm 2020 cả dàn. Xe cũng đã được trang bị la răng đúc và cái la răng còn chưa có một cái vết xước nào cơ ạ. Và đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cả về cái phần lớp sơ cua nhé. Lớp sơ cua cũng còn nguyên bản chưa hạ. Đây là cái lớp sơ cua đây quý vị và các bạn này. Lớp sơ cua cũng còn nguyên chưa hạ nhé. Đấy. Và từ những cái nỉ này còn mới tinh luôn đấy ạ. Đây quý vị bạn xem này. Không khác thì một chiếc xe mới đâu. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang tìm hiểu về xe thì đang tìm hiểu về chiếc xe Vios như chiếc xe này, quý vị và bạn cứ vào hãng xem xong ra xem lại của chiếc xe này của tôi thì xem nó có khác gì không ạ. Đấy, quý vị và các bạn cứ vào hãng xem xong rồi chạy ra xem xe của tôi. Và chủ xe cũng đã lắp thêm camera lùi nhé, đầu Pioneer xịn quý vị và các bạn ạ. Và camera lùi đấy, phiên bản E số sàn, rất là đẹp luôn. Sơn zin nguyên bản cả xe. Và đết lốp đây quý vị và các bạn ạ. À xin lỗi quý vị và bạn, đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Tem của nhà sản xuất đây, chiếc xe được sản xuất năm 2020. Đấy. Sản xuất cuối năm 2020 luôn đấy quý vị và bạn ạ. Chiếc xe này là sản xuất cuối năm 2020, vừa xuất xưởng tháng 12 thì là cuối năm 2012 chủ xe đã mua chiếc xe này ạ. Đấy, và cái phần nội thất đây quý vị và bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này thì tôi không phải cam kết với quý vị và các bạn về đâm đụng hay tai nạn hay là ngập nước như những chiếc xe khác, vì chiếc xe này nó quá mới rồi. Đến cái nước sơn của nó còn nguyên bản cơ, cho nên là những cái phần đấy là tôi bỏ qua, tôi không phải cam kết gì nhiều quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đến mua, tôi sẵn sàng cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể yên tâm. Và cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn, chiếc xe này bây giờ chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng, vẫn có thể bớt cho quý vị và các bạn nhé. Và
Quý vị các bạn đừng so sánh là bây giờ là tôi mua một cái xe ở trong hãng giá như này, bây giờ mua một chiếc xe lướt rồi, tức là đã đăng ký rồi mà giá vẫn như thế này thì không tiết kiệm được bao nhiêu. Thưa với quý vị và các bạn, quý vị mua chiếc xe mới xong thì quý vị và các bạn mới biết được là nó sẽ tốn như thế nào. Không phải đọc cái tiền xe mà quý vị và các bạn mua ở trong hãng đâu nhé. Không phải cái tiền xe mà quý vị và các bạn mua trong hãng xong là đã lăn bánh được đâu nhé. Quý vị và các bạn mua xong chiếc xe ngoài cái giá hãng này, sau đó quý vị và các bạn này đăng ký này, đăng ký đăng kiểm này, phí đường bộ này, đấy, phí đường bộ này, sau đó lại còn lắp thêm cơ số đồ, ví dụ như chiếc xe này đây, chủ xe lắp thêm màn hình Pioneer này, đấy, vì cái phiên bản E này thì nó lại thiếu đồ rất là nhiều quý vị và các bạn nhé, ghế nỉ thôi chưa có ghế da nhé, thì là đây chủ xe phải lắp thêm ghế da này, dán kính này, ốp bậc cửa này, đấy chủ xe này đã lắp thêm cả ốp bậc cửa cơ này. Ốp tay nắm cửa này, dán kính. Đấy, tôi cứ để ý cho quý vị và các bạn mua xong xe mới rồi mới thấy được là cứ cộng vào từng khoản một, từ vài trăm nghìn, mỗi một khoản vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Đấy, dần dần cộng vào nó lên đến vài chục triệu cho một chiếc xe luôn. Đấy, mua xong chiếc xe thì là quý vị và các bạn phải bỏ ra một cái khoản đấy để lắp thêm. Vậy nếu như quý vị và các bạn bây giờ mà mua một chiếc xe siêu lướt này thì đương nhiên là quý vị và các bạn được hưởng luôn những cái đồ mà chủ xe đã lắp thêm đấy rồi ạ. Vì người ta bán người ta cũng không tính thêm cái phần lắp thêm đấy đâu ạ. Đấy, quý vị và các bạn được hưởng luôn, đỡ phải lắp thêm đồ. Đấy, quý vị và các bạn thấy nó được rẻ hơn nhiều không ạ? Đấy, và chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới. Quý vị và các bạn nhìn đấy ạ, từ những cái cặp đèn này còn rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, đèn gầm, đèn pha rất mới, đến những cái logo này nó không khác gì một chiếc xe mới. Tất cả còn rất là mới, không khác thì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng xong. Đấy, từ những cái gương này cũng rất là mới luôn này. Tay nắm cửa được bảo vệ cho nên nó cũng không xước sát gì cả. Đây là cái cụm đèn hậu đây quý vị các bạn này. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới, rất là đẹp, rất là sáng đây. Logo này, từ những cái logo, cái chữ này chưa có bị ám ố gì cả. Đấy, chưa có bị ám ố, chưa có một vết xước. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, đây là cái phần này, đèn hậu của chiếc xe. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Tôi bây giờ tôi sẽ quay chi tiết luôn cho quý vị các bạn từ cả về cái phần này, nội thất nhé. Cái xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về. Mua về là chúng tôi cũng mới chỉ có rửa thôi, mới cứ rửa đem đây để quay cho quý vị và các bạn luôn. Còn chưa có dọn dẹp, đây nó hơi bụi một chút đây. Hơi bụi, hơi bẩn có một chút thôi. Những cái phần đấy thì dọn dẹp đi cái là nó hết, không đáng kể. Đấy, không đáng kể đâu ạ. Đấy. Đấy, đây là cái phần nội thất phía sau này. Chủ xe cũng đã bọc ra rồi, bọc lại bộ ghế da rồi. Đấy, rất là mới luôn. Và đây là cái đầu Pioneer cực kỳ xịn sò mà chủ xe lắp thêm nhé. Bây giờ là thường là nhiều người đi lắp thêm cái màn hình Android. Màn hình Android thì nó giải trí thông minh, nó đa phương tiện thôi, nhưng mà để nghe âm thanh với chất lượng hình ảnh các thứ thì không bằng cái đầu Pioneer này đâu. Pioneer là quý vị bạn nào mà nghe loa rồi mới lại dùng đồ của Pioneer rồi thì mới thấy được nó đẹp. Đấy. Và cái vô lăng này thì tôi vừa mới bóc cái bọc này ra đây này. Chủ xe còn bọc cả vô lăng này. Đấy, đây quý vị và bạn ạ, nếu như mua cái bọc vô lăng này, chúng ta đi mua một chiếc xe mới vào phải mua những cái đồ lặt vặt linh tinh này, như mỗi thứ phải mấy trăm nghìn đấy. Đấy, từ những chai nước hoa này chủ xe phải mua này, đến cái bọc vô lăng này, mỗi thứ mấy trăm nghìn cộng vào, rồi dán kính, dán phim cách nhiệt mấy triệu, đầu mà mấy triệu. Đấy, tổng cộng vào là cũng hết khá khá đấy quý vị và bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn nhé, rất là mới. Vậy quý vị và các bạn còn trần gì trừ gì nữa, nếu đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E thì quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đấy, quý vị và các bạn đến xem trực tiếp luôn, lái thử trực tiếp luôn, rất là mới luôn đấy ạ. Không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đây là cái phần này, đồ của chủ xe vẫn còn nguyên này này, tôi còn chưa bỏ ra này này. Đấy, đây là những cái phần đồ này của chủ xe này, sách hướng dẫn, sổ bảo hành các thứ này còn nguyên bản hết luôn đấy nhá. Quý vị và các bạn có thể đến đây xem và check chiếc thoải mái luôn đấy ạ. Rất là đẹp.
Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái động cơ của chiếc xe TOTA cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2020 này, là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít và là cái động cơ đua VVT-i đi kèm hộp số sàn, tức là hộp số tay đấy ạ. Và tất cả nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Quý vị và các bạn mà đang quan tâm đến những chiếc xe TOTA Vios cũ như này, quý vị và bạn cứ bỏ thêm thời gian đi vào hãng xem xong trong hãng rồi bắt đầu ra xem chiếc xe này của tôi, thì xem nó có khác gì một chiếc xe ở trong hãng không đấy ạ. Đấy, chiếc xe ở trong hãng vừa mới xuất xưởng ra thì người ta cũng sẽ sản xuất tại nhà máy ở trên Vĩnh Phúc ấy. Sau đó người ta sẽ đánh đến các đại lý, từ đại lý ở Hà Nội cho hoặc đến đại lý ở các tỉnh, người ta toàn phải vận chuyển bằng cách là đánh xuống, đi xuống, nếu gần thì đánh xuống, còn không thì xa thì chở xuống. Cho nên là xe ở trong hãng nó cũng sẽ bị bụi, bị bẩn như thế này đấy ạ. Đấy, mua lại rồi đi được một thời gian thì nó cũng thế thôi ạ, chứ nó không khác gì một chiếc xe ở trong hãng đâu ạ. Vì là người ta sản xuất xong người ta để một chỗ là nó cũng bụi, nó cũng bẩn như thế này luôn. Quý vị không tin, quý vị các bạn cứ vào hãng xem một chiếc xe trong hãng đi. Sau đó quý vị bạn ra xem lại chiếc xe này của tôi xem là tôi nói có đúng không ạ? Xem có xe trong hãng nó có bẩn như thế này không ạ? Đấy, rất là đẹp. Đây là chiếc xe này là chúng tôi không có dọn, không có rửa gì đâu nhá. Đây này, quý vị và các bạn này, không có dọn rửa gì đâu này. Bụi bẩn nguyên đấy ạ. Đấy, bụi bẩn, đây là cái bụi bẩn này nha. Để là nó bụi nó bẩn vào thôi quý vị bạn nhé. Quá mới luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe TOTA Vios E này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe TOTA Vios này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Mà quý vị và các bạn đang xem thì hôm nay ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phần khúc hạng A, đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, số tự động phiên bản 1.2 và phiên bản đủ đấy ạ. Phiên bản đủ nó có khóa thông minh, đề nổ, start top, đầu màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, la răng ạ. Nếu như mà những cái phiên bản thiếu thì nó sẽ không có cái option đó ạ, nó không có la răng đúc đâu, nó chỉ có la răng sắt thôi ạ, và không có đề nổ start top, không có khóa thông minh. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái điều nó rất đặc biệt ở chiếc xe Hyundai Grand i10 này ạ. Vì trên thị trường thì nó đang có bán rất nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10 cũ lướt, nhưng chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, nó là chiếc xe siêu lướt ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và chỉ mới lăn bánh được có 8.500 km thôi. Nếu như mà tôi nhắc đến 8.500 km thì chắc hẳn rất nhiều người, kể cả là anh em thợ, chứ không phải nói gì đến dân mua dùng nhá, cũng đều không tin, cứ nghĩ là đồng hồ này sẽ bị tua công tơ mét. Mà tôi cam kết với quý vị và bạn, đồng hồ này là nguyên bản luôn ạ, không tua 1 km nào. Nếu sai tôi sẵn sàng tặng 10 triệu cho quý vị và các bạn. Đấy, nếu như quý vị và bạn check mà đồng hồ này đã tua rồi, tôi sẵn sàng tặng 10 triệu cho quý vị và các bạn luôn. Mặc dù quý vị và bạn đến xem xe, không mua xe, chỉ cần đi check thôi, phát hiện ra tua tôi sẵn sàng tặng lại 10 triệu cho quý vị và các bạn luôn nhé. Vì chiếc xe này
vẫn còn nguyên bảo hành tại hãng, cho nên là để nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chạy cực kỳ là ít đấy quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và nữ sử dụng, cho nên là nó còn rất đẹp, rất là mới ạ. Và nước sơn, cái điều đặc biệt nữa ở chiếc xe này là nước sơn còn nguyên bản ạ. Tuy xe chạy ở Hà Nội nhưng mà nước sơn còn nguyên bản ạ, chưa có phải sơn lại một vết nào. Mặc dù là trên chiếc xe này tôi mua về là tôi nói thật với quý vị bạn, tôi còn chưa rửa cơ. Đấy, tôi chưa rửa nhưng tôi vẫn quay lên đây tôi bán, mà trên xe nó xước sát đây này. Quay sát vào, gần vào thì chúng ta mới thấy được những cái vết xước sát ở trên xe nhé. Vết xước sát này là do chủ cũ đi xước, và chúng tôi mua về là tôi thấy là nước sơn nó còn nguyên bản hết, chưa có sơn một vết nào, cho nên tôi để nguyên, cũng không sơn lại làm gì cả. Đây, nước xước sát thì nó rất là nhỏ nhẹ thôi. Đây là những cái việc này là không thể tránh khỏi, vì xe để đi ở Hà Nội mà không xước sát thì không phải là xe Hà Nội rồi. Đường Hà Nội rất là đông đúc và chật hẹp, cho nên là cái việc xước sát như thế là cái chuyện hết sức bình thường nhé. Và tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, gần như là những cái bốn cái góc này nó đều có xước sát này. Đấy, xước sát nhỏ nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Và đánh bóng đi có thể là những cái vết xước nó cũng sẽ hết, nhưng mà chúng tôi để nguyên bản ạ. Không đánh bóng và để nguyên cho vì là cái nước sơn nó còn nguyên hết đấy ạ. Đấy. Và cái phiên bản đủ này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là gương gập điện và xi nhan tích hợp trên gương, khóa thông minh, đèn nổ start top, bấm khóa mở cửa trên cánh cửa đấy, cả cửa lái và cửa phụ. Và đặc biệt là chủ xe đã dán thêm những cái phần như vè che mưa này này bằng inox, và ốp cánh cửa này, ốp tay nắm cửa này, đấy, rất là sáng này. Nhìn từ xa lên quý vị các bạn thấy là chiếc xe nó rất là sáng, rất là đẹp. Đấy, đây là cái phần mà chủ xe ốp thêm nhé. Và cái phần đầu, nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ, nó còn rất là mới. Nhìn cái cụm đèn pha đây thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha. Đèn pha nó là pha halogen thôi, và pha thường chứ chưa có được pha bi. Và có cả đèn led bên dưới này quý vị các bạn này, đèn led, đèn gầm này. Và cái điều đặc biệt là quý vị các bạn thấy đây ạ, cái đèn pha nó còn rất là mới này, rất là đẹp ạ, không khác gì xe mới đâu. Đấy, mặc dù là chúng tôi chưa có dọn rửa, chưa có đánh bóng gì, nhưng mà nhìn cái ca lăng thì quý vị bạn thấy đấy ạ, nó cũng còn rất là mới ạ. Chỉ có một lớp bụi mờ bám đi thôi, vì chiếc xe này thì phần lớn này nằm ở trong góc hầm chung cư. Chủ xe ở chung cư cho nên là cái xe này là suốt ngày nằm ở trong góc hầm chung cư, cũng chưa được đi lại mấy đâu. Vì đăng ký từ năm 2019 mà mới lăn bánh được có hơn 8.000 km thì quý vị các bạn thấy đấy, đi ít hay đi nhiều, và cái thời gian nó nằm còn nhiều hơn là thời gian nó đi ạ. Đấy, thời gian nó nằm rất là nhiều. Và đây là cái phần lốp nhá, tôi quay giới thiệu cho quý vị các bạn xem. Đây là cái phần lốp xe này. Đấy, dàn lốp này. Cái lốp trước thì nó sẽ mòn hơn cái lốp sau. Đấy, nhưng mà đây, quý vị bạn thấy nó còn rất là dày này. Và cái đết lốp sản xuất năm 2019 luôn đấy ạ. Xe được sản xuất năm 2019 và cái đết lốp cũng là sản xuất năm 2019 luôn. Nguyên bản cả một dàn lốp đây ạ. Đây, cho quý vị và các bạn xem luôn nhé. Cái lốp sau này thì nó lại mới hơn là cái lốp trước một chút, vì nó dẫn động cầu trước ạ. Đấy, quý vị các bạn nhìn nó không khác thì một cái xe vừa mới xuất xưởng đúng không ạ. Cái dàn lốp sau này thì nó quá mới rồi ạ. Đết lốp 2019 đấy ạ. Xin lỗi quý vị các bạn, cái đết lốp là sản xuất là tuần thứ 8 năm 2019 đấy ạ. Sản xuất đầu năm 2019 luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là cả một cái dàn lốp mà tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây, lốp sau bên lái này cũng là đết lốp là 2019 luôn này. Đết lốp 2019 và còn rất là dày đấy ạ. Không khác gì mới luôn quý vị các bạn ạ. Không khác gì một chiếc xe mới luôn. Và lốp sơ cua còn chưa hạ cơ, tức là lốp sơ cua chưa dùng một lần nào. Đây, tôi quay chi tiết hết cả về cái phần lốp là cho quý vị các bạn xem luôn này. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh, chưa hạ. Đấy, tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, phiên bản Grand i10, phiên bản 1.2. Xe cũng đã được trang bị camera lùi này, cảm biến lùi đầy đủ luôn. Đấy, cảm biến lùi rồi, rất là thích hợp cho chị em phụ nữ hoặc là kể cả là nam chúng ta mới lái xe thì rất cần đến những cái thiết bị hỗ trợ như là camera lùi, cảm biến lùi đấy, cảm biến lùi mắt rồi. Rất là đẹp luôn. Cụm đèn hậu đây, tôi chưa giới thiệu cho quý vị các bạn xem cái cụm đèn hậu. Nó cũng
chưa có một vết xước sát nào cả và còn rất là mới đấy ạ. Đấy. Xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi, nước sơn còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản, cho nên là tôi cũng không giới thiệu về quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ hay là về cái phần đâm đụng hay va chạm gì nữa nhá. Vì là nước sơn mà còn nguyên bản, bên ngoài nó còn nguyên bản như vậy thì bên trong nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên ạ. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên lái ạ. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính đấy ạ. Gương đã được tích hợp là gương chiếu hậu là gập điện rồi đấy ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện rồi nhá. Và chủ xe cũng đã độ lên là gương auto rồi đấy ạ. Đấy. Vô lăng cần số rất là đẹp đây. Thưa với quý vị và bạn, vô lăng đã được tích hợp vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng và đồng hồ công tơ mét. Đây, thưa với quý vị và bạn, chiếc xe mới lăn bánh được 8.500.000 km. À xin lỗi quý vị và bạn, 8.500.000 km nha. Đấy, tức là có 8.500.000 km thôi quý vị và các bạn ạ. Đấy, và cái nội thất thì rất là đẹp. Nội thất rất là đẹp, rất là mới luôn. Chiếc xe này có thể nói là chiếc xe siêu lướt đấy ạ. Siêu lướt. Nội thất rất là đẹp này, kể cả là cái phần nội thất từ cái hàng ghế ngồi phía sau đây ạ. Táp bi cánh cửa phía sau, bên lái cũng còn rất là mới. Rất là mới, rất là đẹp ạ, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 8.000 km thôi. Và đặc biệt là chiếc xe này có một mình bạn chủ xe đi thôi. Bạn chủ xe này cũng còn ít tuổi và bạn chủ xe này là giáo viên nhé quý vị các bạn ạ. Chúng tôi mua tại trường học của giáo viên này đang dạy cơ. À xin lỗi quý vị các bạn, là giảng viên của đại học ạ. Tôi lại nói là giáo viên. Đấy. Và chiếc xe này nếu như quý vị các bạn đến xem, tôi có thể cho quý vị các bạn xem trực tiếp mà tôi giao dịch với chủ xe tại trường học luôn đấy ạ. Đấy. Đây là cái đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe mới lăn bánh được có 8.500 km thôi. Rất là đẹp. Vô lăng cần số này. Vô lăng này, cần số rất là đẹp, rất là mới ạ. Và xe cũng đã được trang bị từ gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, tức là tích hợp báo rẽ trên gương. Và khóa thông minh, đề nổ start top này. Đấy. Và màn hình, camera lùi, cảm biến lùi. Và cái màn hình này là màn hình nguyên bản theo xe, rất là xịn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Rất là xịn, vì sao tôi nói rất là xịn ở đây là đã tích hợp camera lùi là chuyện bình thường rồi này. Nghe nhạc bằng USB này, đây là cái phần này là phần nghe nhạc bằng USB nhé, hoặc AUX này. Và có cả bản đồ này, dẫn đường này. Và cái phần bản đồ dẫn đường này nó rất là thích này. Nó rất là thích ở cái chỗ là nó có cả báo hạn chế tốc độ này. Quý vị và các bạn đang đi trên cung đường mà cho chạy bao nhiêu thì cái bản đồ này nó sẽ tự động nó nhắc. Cho nên là quý vị và các bạn không bao giờ sợ bị bắn tốc độ nhé. Nếu như mà đi cái là tự cái bản đồ này nó sẽ nhắc chạy bao nhiêu. Đấy, và nó nhắc bằng không những bằng hình ảnh hiển thị tốc độ lên trên đây, và nó còn nhắc bằng âm thanh, có cả tiếng còi báo để mình biết là không được chạy quá tốc độ. Đấy, rất là hay ở cái chiếc xe Hyundai Grand i10 này đấy ạ. Và cái đây là cái phần trần đây, trần rất là sạch sẽ này quý vị các bạn xem này. Rất là sạch sẽ, rất là mới vì chiếc xe này đi quá ít đấy ạ. Đấy. Chưa chạy hết rốt đa luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Từ táp lô, táp bi cho đến những cái phần nội thất hàng ghế ngồi phía sau này. Hàng ghế ngồi phía sau này thì gần như là còn chưa được sử dụng luôn ạ. Chưa có người ngồi luôn ạ. Chủ xe đi thường đi dạy học có mình thôi. Đấy. Đây là cái phần cốp sau này. Đây, một số phần, ví dụ như phần này còn chủ xe còn chưa bóc ni lông hết đây ạ. Quý vị các bạn này, vẫn còn ni lông chưa bóc hết này. Đấy. Quá là mới luôn đấy ạ. Rất là đẹp này. Lốp sơ cua cũng còn chưa hạ. Tuy nó có hơi bẩn một chút là do chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì thì nó hơi bẩn một chút thôi. Chứ còn rất là mới, rất là đều xe đấy. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ này. Cũng còn rất là đẹp luôn nhé. Chưa có lau dọn gì cả thì nó hơi bẩn một chút ạ. Nhưng mà cơ bản nó rất là đẹp.
Và đây là chiếc táp bi cửa phía trước bên phụ này. Táp bi cửa phía trước bên phụ. Rất là mới, rất là đẹp này. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này, ốp thêm cái phần inox ở cái bậc cửa này để chống xước đây. Đấy. Chưa có một cái vết xước nào ở đây luôn. Đấy, vì đã có ốp chống xước rồi. Cả bốn bậc cửa luôn đều có ốp chống xước luôn. Đấy. Cả một cái bộ này mà chủ xe lắp thêm đấy. Cho nên là quý vị và các bạn này, yên tâm luôn là chiếc xe này mà mua về thì không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Và những chiếc xe như thế này thì quý vị và các bạn bây giờ nếu như mua xe mới này, ngoài cái tiền đăng ký ra, rồi quý vị và các bạn phải lắp thêm những cái phần ốp này này, đây những ốp bậc cửa này, rồi những cái phần ốp tay nắm cửa này, về che mưa này, rồi đến dán kính phim cách nhiệt, kính hay còn gọi là phim cách nhiệt ở những cái kính này đây ạ. Đấy, nếu như mua xong một chiếc xe gần như những cái phần lắp thêm này thì quý vị và các bạn không hay để ý đến, nhiều xe là lắp thêm phải đến 20-30 triệu đồng đấy ạ. Mua xong một chiếc xe này ngoài cái tiền đăng ký ra còn lắp thêm 20-30 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn mua những chiếc xe cũ, mua những chiếc xe cũ thì là được tiết kiệm luôn được những cái phần đấy luôn đấy ạ. Được cái phần mà chủ xe người ta lắp thêm, người ta không bao giờ người ta lấy lại đấy ạ. Và người ta bán xe nó ở theo xe luôn đấy ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì còn rất là mới đây quý vị các bạn ơi. Một số chỗ còn chưa bóc ni lông hết nhé quý vị các bạn này. Đấy, về cái phần nội thất này này, rất là mới luôn, nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Nội thất rất là đẹp, ngoại thất cũng rất là đẹp rồi. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản Grand i10 1.2. Thì là Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc xe này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về là chúng tôi để nguyên bản lại, chưa có dọn xe, chưa có rửa ráy gì cả, cho nên là nó cũng còn hơi bẩn một chút ạ. Vì chiếc xe này để ở trong tầng hầm của khu chung cư cũng hơn 1 năm rồi. Tính ra mỗi 1 tháng chỉ sử dụng có mấy ngày thôi, chứ còn là toàn để là chính, cho nên nó bụi bẩn đấy ạ. Để bụi bẩn ở trong cái phần động cơ này. Nó bụi bẩn và tôi cũng để nguyên vì nó còn nguyên bản hết đây quý vị bạn này. Và cái động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Đây, tất cả những cái ốc này còn nguyên bản hết, còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Nếu như mà quý vị các bạn không tin, quý vị các bạn đến cửa hàng chúng tôi sẽ cùng quý vị các bạn ra đại lý để check luôn chiếc xe này ạ. Thứ nhất là chúng tôi cam kết về chiếc xe này là đồng hồ không cái mép nguyên bản, máy móc nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm gì cả. Đấy là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 siêu lướt này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với số hotline của ô tô 360 chúng tôi dưới góc dưới phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ. Đó là số 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 siêu lướt 2019 này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn vẫn được hỗ trợ trả góp vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe với lãi suất rất là ưu đãi trong vòng 6 năm cơ ạ. Đấy, thì nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe cùng phân khúc hạng A hoặc chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì mời quý vị và các bạn hãy đến ngay cửa hàng chúng tôi để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, nếu như mà quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì bây giờ thì về chất lượng thì nó không khác gì một chiếc xe mới là mấy ạ. Bây giờ quý vị và các bạn mà đi mua một chiếc xe Hyundai Grand i10 ở trong hãng mới tinh ra thì là giá nó cũng đã hơn 400 triệu đồng rồi. Cộng mới cái tiền quý vị và các bạn phải mất cái tiền đăng ký này. Và hơn nữa là quý vị và các bạn mua xong lại phải lắp thêm một chút đồ giống như tôi vừa mới giải thích cho quý vị và các bạn, vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn đây ạ. Tất cả những chiếc xe ô tô mua ở trong hãng ra phần lớn là chúng ta đều phải lắp thêm một ít đồ, ít nhất là ví dụ như là trải sàn này,
dán kính này, lắp thêm những cái bảo hiểm gương đèn vè che mưa linh tinh. Nói chung là một chiếc xe mà chúng ta dắt ra từ hãng mới cũng phải lắp thêm đồ vào đó, cũng phải mất tầm khoảng độ 2 đến 30 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và bạn, đấy là những cái phần mà chúng ta được hưởng từ chủ xe cũ để lại chúng ta đấy ạ. Nếu chúng ta mua một chiếc xe cũ thì là những cái phần đấy chủ xe đã lắp rồi, chúng ta được hưởng luôn những cái phần đó, không phải mất phí đấy. Còn nếu như chúng ta mua xe mới là chúng ta hoàn toàn phải mất những cái tiền đấy. Nhiều người là cứ cho rằng bây giờ mua so với mua xe mới chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng quý vị và các bạn đi mua xe mới xong rồi, quý vị và các bạn sẽ thấy là nó sẽ tốn rất là nhiều, chứ không phải theo như mỗi một cái giá ở trong hãng báo là quý vị các bạn chỉ so với cái giá ở trong hãng thôi. Đấy, tôi chia sẻ cái này là cái thật nhé, vì là khi quý vị các bạn mua xong rồi, quý vị các bạn mới thấy đã. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.